Xin chào anh em nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Anh em ơi, ở trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ lại quay trở lại với nhà của Bốp nhé các bạn nhé. Quay trở lại với nhà của nghệ nhân trẻ Bốp. Thì Bốp vừa nhắn tin cho mình, Bốp bảo là anh ơi, lên em đi, em vừa mới làm xong một quả siêu phẩm mới. Cõng mòng các bạn ạ. À, nói về mòng thì mình lại có có một suy nghĩ như này các bạn. Nhiều bạn muốn chơi diều giá rẻ này, muốn chơi diều bé này, lại không có điều kiện kinh tế để chơi sáo mà vẫn muốn diều của mình lên trên trời nó kêu ấy. Thì là ok, anh em lên chơi một cái dàn mòng. Thấy Bốp bảo làm mòng nhưng mà mình không biết là Bốp nó có làm được cái mòng hay không thì mình không rõ. Nhưng đại loại là cái mòng đấy mình biết, và trước đây mình cũng đã chơi cái mòng đấy rồi. Thì ok, trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ không quên là mang cái quận chỉ này các bạn ạ. Mình nghĩ là diều của Bốp làm thì không có cái nào nó gọi là ổn hết. Không có một cái nào nó gọi là cứng cáp một tí hết. Thế cho nên là chỉ chơi cái loại chỉ như thế này của mình thôi các bạn ạ. Chỉ chơi cái loại chỉ dù như thế này thôi. Ok, thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ cầm quần chỉ lên nhà Bốp và thả diều cùng với Bốp nha các bạn nhá. Quần này của mình á, thả có từ giờ đến Tết, kể cả thả có ném đi cũng không hết được các bạn ạ. Nhiều á. Ok anh em, bây giờ để mình cuốn vào đã, sau đó mình sẽ đưa các bạn lên nhà Bốp và lấy cái quần chỉ này của mình để thả diều cùng với Bốp nhá. Không có gì thay đổi thì mình sẽ cuốn ra cho Bốp một ít. Đấy, cái chỉ này thì mình không biết nó bán ở đâu. Chỉ này thì mình được mẹ mình nhặt được. Đấy, mẹ mình nhặt được cho mình các bạn ạ. Cho nên là mình mới có cái quận chỉ này chứ mình không biết thực tế ra cái quận chỉ này bán ở đâu cả. Ok anh em, bây giờ mình sẽ đưa các bạn lên trên nhà Bốp và trải nghiệm con diều mới của Bốp nhá. Ok. Đây anh em ạ. Mà hiện tại thì mình đang có mặt ở cạnh Bốp luôn. Đấy. Nhưng mà cơ bản là cậu Bốp cậu vừa mới bảo với mình là con này nó yếu quá, nó không cõng được mòng. Em làm mòng chưa? Làm rồi, cho cõng thử, có cõng được đâu. Em đã bao giờ em làm mòng chưa? Làm suốt. Làm suốt á. Đây là một con chính Mỹ nha anh em. Ô, hôm nay gió gì đấy? Gió Nam à? Gió. Hôm nay gió Nam hay gió gì á? Đây là một con chính Mỹ nhá. Cho anh review con này tí đã. Đấy, đây là một quả siêu phẩm mới của Bốp. Con này đúng thật sự là nếu mà cõng mòng chắc là gãy mẹ vai mất anh em ạ. À. Để làm được con này chắc Bốp nó lại nối rồi. Đây chắc Bốp lại nối hay sao ấy. Bốp ơi. Bốp ơi, cuốn dây vào ra đây. Wow. Cầm tay thôi các bạn ạ, mình hiện tại là mình cầm độc tay thôi đây này, mình cầm một tay nó cũng lên này. Này chỉ hơi gió rồi. Nhưng mà đúng rồi, mình quên mất là đồng nghĩa với cái việc là con diều nó dễ lên như thế này thì nó sẽ không cõng được cái gì trên lưng cả. Nếu mà cõng được trên lưng nữa thì nó oải, nó gãy luôn này. Đây mình cầm không như này, gió nó ấy nó còn lên này. À thế cái con diều bảo làm bằng cỏ đâu? À. Bảo có con diều làm bằng cỏ mà. Nhưng mà lên nó dẻo, nó gãy. Có thử làm chưa? Thử làm rồi thì. Làm bé bé thôi. Đây là một con diều của Bốp nha các bạn nha. Đấy. Ờ, chào em. Đi câu cá à? Dạ. Ông có cá không? Ở đâu ấy? Ở cái chỗ cống kìa. Câu đi trong tí anh ra, anh không hết tí. Ui, hay quá anh em ạ. Đây là một con chính Mỹ. Chính Mỹ hả em? Bốp, chính Mỹ. Ai, giờ đây một con chính Mỹ. Tài cho cặt dừa mày lấy ở đâu ra lắm đấy em? Em đi Đức lấy chung nhau à? À, cậu nghiện nhân, cậu Bốp này mới lại cái cậu nghiện nhân trẻ hôm rồi mình review được một hôm ấy là đồng môn anh em ạ, đồng môn sư huynh đệ đấy. À, gọi là đi lấy dừa, đi lấy cặt dừa cùng với nhau ở góc bên kia, phía bên kia đấy. Ở đây là một con diều. Nó rơi xuống em chỉ việc ra tuốt. À tuốt thôi. Ai dà. Thằng kia nó gầy hơn, nó trèo được, em trèo nào được? Không, cây đấy nó thấp. À cây đó thấp. Ai dà. À, để mà làm được một cái con diều như thế này ấy thì là cũng là phải có sự kết hợp của hai anh em đấy các bạn ạ. Đấy, một thằng chặt, một thằng tuốt. Đấy, một thằng vót. Ui dịch quá, đẳng cấp luôn. Nó chặt xong rồi nó vứt ở đấy từ hôm qua rồi. À, thế ra em lấy lại. Em ra em lấy. À. Em chặt đấy. Thế là Bốp là Lý Thông ấy. Lý Thông là cướp công thầy xanh. À, một con chính Mỹ của Bốp làm. Đây, cái nam dừa đấy các bạn ạ. Mà đến bây giờ mình vẫn chưa hiểu. Hôm nào mình phải đi theo. Hôm nào mình sẽ có một cái buổi, hôm nào Bốp dẫn anh đi ấy nhá, đi lấy cật dừa xong bắt đầu làm thành một con diều để cho anh xem phát nhá. Ờ, hôm nào mình sẽ có một cái chuyến đi cùng với Bốp đi lấy cật dừa xong bắt đầu là về vót xong về dốc xong bắt đầu làm nguyên một cái con diều luôn. Đấy, hôm nào mình phải đi theo mấy cái cậu này một buổi mới được. Chứ mình chưa hình dung ra cái cật dừa này để lấy được nó mà để vót được nó bé như thế này là làm kiểu gì đâu nhá các bạn nhá. Chưa hình dung ra luôn ấy là nó là kiểu gì luôn.
Tuốt lá ra. Cái tàu dừa nó to lắm mà. Không, có nghĩa là lấy từng. Đây đây đây, ra bóp ra ví dụ luôn, nó như cái tàu lá chuối phải không? Vứt vứt chỉ đấy, vứt chỉ đấy. Nó bé hơn. Cái cành dừa. Cành dừa nó to lắm mà. Cái ngọn ơ. Cái ngọn ở trong cái mỗi cái lá dừa nó ấy. À, trong mỗi một cái lá dừa tách ra là ở trong đấy nó có cái con này à? Nó có cái gân. Ô. Nó có cái gân con này. Đây đây, bố anh chỉ biết là cái tàu dừa nó to như thế này thôi. Cái tàu dừa nó to như thế này. Đây, đây là một cái tàu dừa nó to như thế này nhá. Đúng không? Một cái tàu nó to như thế này đúng không em? Thì là ở trong cái này à? Không, nó ở ngoài dừa nó như kiểu là mấy cái này nó xùm xè ra như này. À, cái lá gì? Vâng. À, có phải cái lá dừa không? Vâng. Ui giời, giờ mình mới hiểu. Ở trên một cái tàu, ở trên một cái, có nghĩa là kiểu như là một cái cành này. Vâng. Xong bắt đầu là nó có những cái lá mà tuốt cái lá đấy ra này. Vâng, tuốt cái lá ra lấy cái gân này nối vào. À, hóa ra cái gân này nó là, rồi, mình hiểu rồi. Mình hiểu sơ, mình hiểu cũng kỹ rồi đấy. Hôm nào mình phải bảo cậu ai, cậu bố phải cậu dẫn mình đi một buổi mới được. Đấy, để học hỏi cái kinh nghiệm làm diều bằng gân dừa đấy. Quay rất là nhiều rồi nhưng mà mình chưa làm được một cái nào bằng gân dừa tươi như thế này đâu. Đây là gân dừa tươi nhé các bạn nhé. Búp làm con này cho vào bao lâu ấy? Em làm nửa tiếng. Nửa tiếng xong con diều này. Chính Mỹ luôn nhé các bạn nhé. Phun gân dừa luôn. Đấy, cũng kiểu như là phun cáp quang hay là phun carbon ấy. Đây là phun gân dừa nhé các bạn nhé. Cầm một tay thôi, hớt nó cũng lên. Có đọc cái khung giữa này làm bằng tre đâu. Hôm vừa rồi cậu kia cậu làm bằng cái gân dừa khung cái cũng yếu quá. Quá yếu luôn em ạ. Yếu làm chính Mỹ nó không cân. Đúng rồi, đây này, phải làm bằng tre này nó mới cứng các bạn. Lắc cái đuôi. Đúng rồi, nó lắc cái đuôi. Thề luôn, mình không hiểu kiểu gì nhá các bạn nhá. Ngày xưa ấy, ngày xưa mình em hớt đi. Hớt đi, không phải chạy đâu. Không phải đâm đâu. Đấy, rất là dễ lên luôn. Ngày xưa ấy anh em ạ, đây. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem bốp hớt con diều này từ phía sau. Đó. Kéo gần gần lại em, xem nó có em. Kéo gần gần lại xem nó có bị tụt không. Kéo nữa đi. Sời. Sời, có độc đoạn dây nó vẫn đỗ các bạn ạ. Ngày xưa ấy, những cái con diều bé bé như này anh em ạ. Rồi, thả đi em, thả đi, thả cho lên cao. Nhìn trông chả cân này nhưng mà rất là dễ lên luôn nhá. Đấy. Hơi lệch gió. Bây giờ nó lại hơi lệch gió. Ngày xưa để làm được những con diều như này ấy. Thề mấy các bạn luôn mà nếu mà vót không cân nhá, không bao giờ nó lên đâu. Mình cũng không biết làm bằng cái kiểu cật dừa như thế này luôn. Mình cũng không biết làm bằng cái kiểu cật dừa như thế này. Thế cho nên là ngày xưa mình đi học mình toàn phải mang bút ấy ở nhà mình, lúc đấy là nhà mình buôn phế liệu các bạn ạ. Lúc đấy nhà mình nhiều bút lắm. Cái bút để viết ấy mang đổi cho mấy thằng bạn. Đấy, đổi cho mấy thằng bạn để bảo nó làm cho con diều mini như thế này. Đấy, rất là dễ lên luôn. Thế đâm ra là ngày xưa mình ngu vãi đạn ha. Đến bây giờ vẫn thế mà. Đến cái đợt vừa rồi mình mới vót được cái con diều mini các bạn ạ. Đấy, cách đây 2 năm lúc bắt đầu mình làm YouTube ấy là mình bắt đầu mình mới vót được diều. Chứ còn trước là chỉ thích chơi chứ không làm được. Mấy cậu ơi giỏi cực kỳ luôn. Bằng tuổi mấy cậu em mình toàn phải đổi thôi. Đổi đồ để lấy những con diều bé bé như thế này thôi. Không lên được à? Mình ra tận cuối kia cho nó thoáng em. Con này phải đâm à? Con này bẻ leo lưng quá. À bây giờ bố nó sẽ cho leo lên và mình sẽ được trải nghiệm cầm dây nhé các bạn nhé. Đấy, mình sẽ được cầm dây. Ngày hôm nay bố đầu tư luôn quận chỉ mới. Con này mua bao tiền ấy? 10.000 à? Đấy. Thế là chỉ bằng một con diều thôi, bán một con diều đi là đủ tiền mua chỉ rồi. Đấy. Chỉ này á có thả thoải mái anh em ạ. Nhiều lắm, cái quận này nhiều lắm nhưng mà không nhiều bằng quận của mình. Quận của mình nó phải gấp bấy quận này. Quận này vẫn ngắn nhưng mà thả hết cái quận này nó phải được tầm cây số dây các bạn ạ. Không đơn giản đâu. Ai mắc tay. Mắc tay. Từ đã. Rồi ok. Đấy, bây giờ bố sẽ đâm nhé các bạn nhé. Ngày hôm nay mình đi quay có một mình ấy, anh em ạ. Phương Cầy ngày hôm nay nó đi chơi rồi. Ham chơi lắm, đi chơi rồi. Đấy, bố ơi anh nghĩ tầm này là lên rồi đấy. Nào bây giờ bố sẽ đâm nhá. Hai ba lên, ôi trời ơi. Càng đét luôn. Vẫn phải chạy anh em ạ. Nó chưa cắn gió, nó chưa cắn gió. Có đầu cái giái nó thẳng thôi. Có đầu cái giái nó thẳng thôi, còn cái diều. Có đâu cái giái nó thẳng anh em ạ. Còn cái diều này thì
yếu. À lên rồi, lên rồi, lên rồi, mút mút rồi. Không biết các bạn có còn nhìn thấy cái gì không, hay còn đọc cái giấy nó màu đen rồi. Wow, mút rồi, mút rồi, căng lắm anh em ạ. Này. Úi. À lưỡng gió à. Lại phải giật rồi. Lại phải giật rồi. Lưỡng rồi, lưỡng rồi. Bảo rồi, diều của bốp mà nhẹ gió thứ hai thì không ai đứng thứ nhất. Này anh em nhìn thấy nó kéo dây không? Đấy, nó lại lưỡng rồi. Đấy, dây một hướng và diều một hướng luôn. Rất dễ lên nhá. Giật giật vài cái này. Giật giật vài cái lại lên ngay. Con này cực kỳ dễ lên. Bốp chưa có một con nào nặng gió mình nhìn thấy từ trước giờ. Từ trước giờ chưa có một con nào nặng gió luôn. Con nào cũng nhẹ. Giật ra khung có chạm vào nhau cũng không gãy. Ngày trước bốp chả bẻ một con diều ấy nhỉ. Đợt anh quay ấy. Đợt đầu tiên thì phải anh quay nhỉ. Bẻ một con diều. Bẻ không gãy. Hay là thằng cu kia nó bẻ con cắp quang nhỉ. Nhầm. Thằng cu kia nó vỡ kèo nó bẻ con cắp quang. Diều của bốp cũng thế mà bẻ không bao giờ gãy. Ai, đúng hướng gió này, thẳng tưng. Anh em có nhìn thấy cái diều không ạ? Đứng im. Bây giờ mình sẽ nhường lại cái quyền này. Thả cái diều này cho bốp nhá. Để chỉ có bốp thôi. Người làm ra con diều này thì mới chỉnh được con diều này. Đấy. Bốp ơi, bốp thả dây con này đi bốp. Cái hôm mấy em làm bằng cỏ lên lên nhẹ ăn con này nhưng mà mỗi tội là nó gãy à? Mỗi tội là lên. Hôm nào em thử làm con diều bằng cỏ cho nó chất đi. Ôi. Tất cả những cái dụng cụ mà nó gọi là có cái độ dẻo ấy, bốp nó đều làm được thành diều hết. Anh em hiểu không? Không có cái gì làm khó được bốp ở đây cả. Mấy cái điều nó quá là đơn giản luôn. Như con này thường bốp từ cái đợt anh quay đến giờ là bán được bao nhiêu con diều à? Từ cái đợt anh quay đến giờ là bán được bao nhiêu con diều à? Bán mỗi 9 con. 9 con. Thế là mỗi con bao tiền? 15.000 một con. 15.000 một con nhá. Tính sơ sơ ra 10.000 một con đi, tính cho nó dễ nhá. Thì là 9 con là 90.000 rồi, 90.000 thì mua quận chỉ là 10.000 à? Đấy, vẫn còn 80.000 anh em ạ. Nói chung là đầu óc bốp kinh doanh nó rất là giỏi luôn. Anh em mình bảo rồi, tất cả những cái người mà chơi diều, mà những cái cậu mà tập tuổi này này chơi diều này là học không có giỏi đâu, nhưng mà đầu óc ấy, về cái phần tính toán mà làm ăn nhá, hơi bộ ok luôn, bao ok luôn. Lên đi em. Hay là lưỡng gió giữ giữ em lên đâu. Lên đấy, lên đấy. Giật giật muốn lên. Giật giật. Giật giật như này. Đây. Cứ cầm giật giật như này cả buổi chiều, không có việc gì làm, giật giật như này. Ngồi hóng gió ở đồng, vui vãi đạn thôi anh em ạ. Cậu hôm nọ cậu bị đình chỉ học là cậu cứ ngồi như này cả buổi chiều thôi, vui lắm. Không gì phải suy nghĩ cả. Đấy, tức là từ cái ngày mà mình review diều của bốp đến bây giờ là bán được 9 con anh em ạ. Đấy. Quá là đỉnh luôn, được bán được hơn lít rồi anh em ạ, ít đâu. Hơn lít là mua được nhiều chỉ lắm rồi. Cái tiền đấy là lại để làm gì? Chơi tài xỉu. Hả? Về không đóng đi. Mình tài xỉu mấy đứa ở lớp ấy. Ai giờ đây. Ui rồi ôi anh em ơi để mà nói rằng ấy mà. Xong rồi ơi sao em lại có thể đâm đầu vào cái tài xỉu thế nhỉ? Em chơi tài xỉu. Làm bao nhiêu tiền vào tài xỉu rồi? Không, em đánh tài xỉu kiểu ấy thôi, đánh mấy thằng ở lớp thôi. Thế em nạp bao nhiêu tiền vào đấy rồi? Đâu em còn chơi trên mạng đâu. Chơi ở lớp đi. Chơi ở lớp vẫn phải chơi trên mạng chứ. Không, chơi cược. À. Cược ra bạn ấy. À, cược ngoài đấy. Ôi giời ơi, em ơi, sao em lại như thế nhỉ? Anh bữa khen em xong là em có đầu óc kinh doanh. Mà bây giờ sao em lại... Em lại lao đầu vào cái trò đỏ đen này thì chết rồi anh em ạ. Em ít khi em đánh tài xỉu. Chết rồi. Nặn 3 cây rồi chị. Ui giời ơi, nó lại còn nặn 3 cây nữa. Ôi giời ơi. Bảo rồi mấy ông chơi diều toàn là trá hình thôi. Chết rồi, thằng này bắt đầu sa đọa hồi hỏng rồi. Ui, những nụ cười ngờ ngợi kìa. Bán diều chủ yếu chơi thế thôi. À, bán diều chủ yếu là lấy tiền chơi thế thôi gì. Ôi giời ơi. Để mà nói rằng ấy thì anh em ạ, không còn gì để nói cả. Nó đã dính một mình nắng vậy đó. Nó đã dính rồi. Úi, diều lên cao vút rồi. Thả diều lên cao vút rồi. Đấy. Thả diều xong bắt đầu là lại làm tí tài xỉu. Ôi giời ơi. Để mai đi học mới được. À, tài xỉu phải để mai đi học mới được anh em ạ. Úi giời.
nó đã tài xỉu rồi, nó đã chơi trên mạng rồi, thì cái trò đỏ đen trên mạng rồi nó lại còn chơi. Ôi, ba cây có nghĩa là cái gì cũng hay đấy. Có chơi cờ không? Không, em biết chơi cờ. Không chơi cờ nhưng mà chơi bạc đấy, thấy chưa? Ui, cờ vua không biết chơi nhưng mà cờ tướng thì biết. À, thế là có đủ đầy đủ cờ bạc ấy. Có biết uống rượu không? Có biết. Thế có biết uống nước chè không? Đắng. Uống cà phê mày nào uống. Thế là cũng cờ bạc rượu chè đấy. Bảo sao, học lớp mấy rồi? Anh quên rồi. Lớp 7. Học lớp 7 rồi, hết lớp 9 nghỉ chứ. Mới lớp 8 nghỉ rồi. À lớp 8 nghỉ được rồi. Ui, nó tạt tà quá anh ạ. Diều cao vút rồi. Diều quá đỉnh luôn. Nhưng hỏi thật, bố biết chơi tài xỉu lâu chưa? Em mới. Mới biết chơi à? Mới thì bỏ đi nhá. Mới thì bỏ đi. Mới biết chơi thì bỏ đi em ạ. Để mà sau này nó ngấm sâu vào máu rồi thì nó càng thua càng muốn gỡ, gọi là còn thở còn muốn gỡ, mà đến cái kiểu mà đến cái lúc mà ra cổng ngồi than thở biết thế chơi không hẳn nữa gì thì đến lúc đấy muộn rồi. Em chơi thua phát em bỏ luôn, nhưng mà ăn được đồng nào từ tài xỉu chưa? Ăn được hẳn hai chục. Thế xong thua bao nhiêu à? Chưa thua phát nào. Chưa thua là còn ham lắm anh em ạ. Không bỏ được rồi. Thế thì em phải tích cực làm diều vào. Em phải tích cực làm nhiều diều vào. Xong bắt đầu em bán nhiều diều đi thì mới có tiền để sau này trả nợ được. Em tập xác định luôn là từ bây giờ là nếu mà bây giờ em chưa nợ là sau này em sẽ có nợ. Đấy, nếu mà còn chơi tài xỉu là còn nợ. Thề luôn, anh thề luôn. Thôi nhưng mà anh khuyên thật em nhá, không nên chơi ở những cái trò đỏ đen đấy. Cờ bạc tài xỉu nọ kia trên mạng không nên chơi. Chơi những cái trò đấy là mất tiền nhiều lắm. Mất nhiều tiền lắm em ạ. Nhiều thằng nhảy cầu ấy. Ui giời ơi. Nhảy cầu, cá độ bóng đá nhiều hơn. Ừ, tài xỉu vẫn nợ, nó cũng nhảy cầu chứ. Con diều này em bán bao tiền? Em bán 15 nghìn. 15 nghìn à? Ok anh em. Thì đấy các bạn, ở trong cái video này chủ yếu là mình muốn lên đây mà mình review cho các bạn xem đấy, con chính Mỹ bốp nó mới làm anh em ạ. Đấy. Thì là bạn nào mà có nhu cầu mà chơi những cái con diều nó gọi là siêu nhẹ gió như thế này, mà gọi là bao va đập các kiểu ấy, thì anh em có thể liên hệ với bốp để tậu những con diều như này về nhá. Anh em nhớ ủng hộ cho bốp nhiều vào để bốp lấy tiền bốp chơi tài xỉu với anh em ạ. Không mà sau này nó vẫn nợ là không có tiền trả đâu. Ok anh em cảm thấy video của mình hay, nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ kênh nhá. Bye bye anh em, mày đi chơi tài xỉu với.